Bắc Kinh 6:45, sân bay Đô Thành, nơi đi quốc tế. Hồng Kông, Macau, Đài Loan, du lịch vô cùng phiền phức. Thật ra cá nhân tôi đối với chuyện đi du lịch là có vài người hơi bài xích. Làm cho hai chúng tôi chứ, đạo diễn phim ảnh, vẽ tranh minh họa. Ở bên nhau một thời gian lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch xa. Nơi xa nhất là đi ngoại thành. Một năm chưa từng đi bất cứ đâu, một chuyện rất là phiền phức. Chạy tới chạy lui hao tài tốn của. Đi bộ hàng ngàn cây số lần này quả thật sẽ trì hoãn rất nhiều thứ. Cũng tương đối giống thử thách đó. Tôi là Ngụy Hiểu Hàm. Một phút cũng không muốn ngồi chờ trong nhà, lúc nào cũng muốn ra ngoài. Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng muốn chờ ở trong nhà. Chúng tôi bên nhau đã 2 năm rồi. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi đi chơi. Lúc nào anh ấy cũng nói với tôi, chúng ta kết hôn đi. Không phải nói khảo nghiệm, muốn khảo nghiệm một người bạn trai thì phải đi du lịch với anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy lần này rất bí ẩn, vì tôi từ bây giờ bắt đầu ghét anh ấy rồi. Ghét anh ấy, ghét anh ấy. Chúng ta tới đảo Bali. Ở đâu? Có lẽ đây là lần cuối cùng của hai chúng tôi. Người ta nói du lịch là chất xúc tác để xúc tiến mối quan hệ vợ chồng. Xin chào. Đồng thời cũng có thể là kẻ đầu sỏ quỷ đi một mối tình. Cặp đôi Hiểu Quang và Hiểu Hàm khởi động cuộc hành trình đầu tiên của họ cùng nhau. Cuộc hành trình nào đang chờ họ phía trước đây? Trải nghiệm ở Phuket. Phuket, Thái Lan. Phuket được mệnh danh là hòn ngọc của biển Andaman. Đây cũng là điểm dừng đầu tiên trong chuyến du lịch của Hiểu Quang và Hiểu Hàm. Hiểu Quang và Hiểu Hàm đã tới khách sạn. Hai người bắt đầu chuyến hành trình. Xin chào, xin chào. Thơm quá mức rồi. Em còn tưởng là hoa giả nữa. Phuket, Duyệt Dung Trang. Đây chính là nơi chúng tôi ở. Phòng 307. Xem ra thì... Có hồ bơi. Nước trong quá đi. Nước trong hồ đúng là trong thật. Cuối cùng tôi cũng không cần lo mặt của mình bị dị ứng rồi. Ngay lúc này tôi không thể bảo đảm tiếp theo có điều bất ngờ hay không. Nhưng mà trước mắt thì tôi cảm thấy rất là thú vị, rất thích thú. Đó có phải là phòng của chúng ta không? Vui rồi chứ? Vui chứ. Khách sạn thoải mái, hai người đều rất vui. Tiền nào của đấy, chi tiền lần này đúng là rất đáng. Hiểu Hàm tận hưởng hồ bơi riêng biệt. Hiểu Quang đi vòng vòng tham quan. Khách sạn dự ý là một sự bảo đảm chuyến hành trình thoải mái. Còn chuyến đi quanh đảo Phuket tiếp theo của Hiểu Quang và Hiểu Hàm có thuận lợi giống như hôm nay hay không? Phuket, ngày thứ hai. Hòn đảo xinh đẹp Phuket có dịnh chuyển động với nước trong và cát non, vẫn còn giữ nguyên một khu rừng rậm nguyên sinh. Ở sâu trong rừng, đảo Phuket mang lại cho Hiểu Quang và Hiểu Hàm món quà gặp mặt đầu tiên gì đây. Hôm nay chúng tôi sắp đi một nơi rất thú vị và kích thích. Nhưng chúng tôi vốn phải ngồi chiếc xe này, nhưng nhàm chán quá, chúng tôi muốn ngồi cái này. Pikachu. Pika 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 Pika. Đúng là nóng quá đi. Chiếc Pikachu này chứa 4 người ngồi trước. Trong chiếc xe này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi đếm mình chưa?
Tổng cộng khoảng 20 người. Chiếc xe này chứa được rất nhiều người. Buổi nghỉ mát này thật không giống so với trí tưởng tượng của tôi. Bỏ qua phương tiện di chuyển hành khách truyền thống, chiếc Pika này rốt cuộc đưa Hiểu Quang và Hiểu Hàm đi tới đâu? Tôi không hề sợ chút nào. Mẹ ơi! Mami, con yêu mẹ. Trải nghiệm còn chưa bắt đầu, du khách đã thấy sợ hãi vài phần khi xung phong thử trước hai người. Rất là đáng sợ, được rồi. Một, hai, ba. Đi nào. Không sai, hôm nay Hiểu Quang và Hiểu Hàm sẽ trải nghiệm dự án nhảy rừng phổ biến nhất. Người bay. Hanuman là một con khỉ thần trong truyền thuyết Thái Lan, có bản chất tương tự như Tôn Ngộ Không của Trung Quốc. Còn điều mà Hiểu Quang và Hiểu Hàm sắp làm chính là giống như con khỉ mượn sự trợ giúp của khóa trượt, bước một bước nhảy giọt trong khu rừng mưa nhiệt đới rộng 80.000 m². Bây giờ dưới này chỉ có vài người chúng tôi, tất cả đều ở bên đó. Bây giờ có trốn cũng không trốn thoát. Đi thôi, em đi trước đi. Anh đi trước đi. Ưu tiên phụ nữ đó. Đã thật đó. Yên tâm qua đây đi. Vô cùng an toàn. Qua đây đi. Anh ổn không? Cũng tạm. Có được không? Tạm. Lần đầu tiên trải nghiệm hình như rất dễ dàng, nhưng mà đừng vội xem nhẹ đó. Phần khóa trượt này chỉ là bản xem trước của tất cả các bước diễn thử tiếp theo. Đây là các bệ được kết nối bằng khóa trượt như thế này, tổng cộng có 28 cái. Một khi bạn đặt chân lên bệ đầu tiên thì nhất định phải bay qua tất cả các bệ khác mới có thể ra khỏi khu rừng rậm này. Muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ngoại trừ khóa trượt đơn cơ bản nhất như vậy, có một số cách đặc biệt để chơi trò bay xuyên rừng này. Cặp đôi bay ngọt ngào, siêu nhân bay cao cấp, rơi tự do không ngại gì. Hiểu Quang và Hiểu Hàm định làm cặp đôi ngọt ngào bay xuyên rừng. Đột nhiên thả tay. Một tay kéo phía sau. Hai chúng tôi là đôi không thành công nhất rồi. Anh ấy cứ kéo tôi đi theo. Thật ra lúc nãy tôi vốn không muốn đi. Thật ra có một câu nói cũ, bạn nhảy, tôi nhảy. Tôi không muốn nhảy. Chơi xong trò khóa trượt đôi, sau khi đưa bạn tới bệ phẳng này, nó có nghĩa là có một vị trí trượt khác mà bạn tuyệt đối không được bỏ lỡ ở đây. Tạm biệt. Siêu nhân bay cao cấp nhất. Bây giờ là 400 m, sau đó là 45 giây, sau đó phải trượt khóa trượt này, sau đó tôi làm một động tác vô cùng thú vị. Đúng là chặt thiệt. Bắt đầu đau rồi. Đau quá đi. Đã sẵn sàng chưa? Xong rồi. Xong chưa? Được rồi. Tạm biệt. Tôi sắp biến thành Ngụy Trung Hiền rồi, anh có biết hay không? Siêu nhân bay là động tác mà cả đời này tôi không muốn trải nghiệm chút nào. Thì bạn biết rồi đó, bây giờ cả người tôi cảm thấy dưới háng của mình còn có bên trong đùi rất đau. Tư thế trượt của siêu nhân bay khiến Hiểu Quang phải chịu thiệt. Để trượt qua cả nửa khu rừng, chính là lúc mọi người nới lỏng cảnh giác, thử thách cuối cùng đã xuất hiện.
Đây là phần trượt còn lại đó hả? Kích thích vậy sao? Tôi có thể không chơi được không vậy? Không chơi thì anh không xuống được. Không được, em thấy hơi sợ rồi. Nhìn thẳng xuống dưới kìa. Cái này đúng là không được rồi. Chết đi. Lòng người quan mang. Cao quá rồi. Tôi đi thứ hai. Anh là người đầu hả? Tôi không muốn chơi nữa. Không giống bệ đỡ lần trước. Bệ đỡ mà Hiểu Quang và Hiểu Hàm đứng chỉ có thể nhìn thấy một sợi dây đung đưa ở phía dưới. Do đó, đây là bước dậy cuối cùng của toàn bộ diệt trượt xuyên rừng. Tôi nhìn thì đã thấy hai chân mềm nhũn rồi nè. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Anh ta không lo cho em đâu. Mau lên, mau lên, mau lên. Anh làm trước. Nước mắt tôi sắp chảy ra rồi. Xoay một vòng nữa. Hiểu Hàm. Hả? Nhìn lên trên thì không sao đâu. Ngẩng đầu. Tuyệt đối đừng có nhìn xuống. Không được rồi. Đừng có sợ. Nhân viên không may tôi cũng rất khó xử. Chậm chút thôi, làm ơn đi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sẽ chậm mà. Nếu không tôi sẽ hận anh cả đời đó. Hận anh chậm đó. Thôi, được rồi. Cố lên. Xin lỗi. Bám chặt không buông. Chậm chút thôi, làm ơn mà. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà. Cô nhìn lên trên đi, buông tay ra. Trên đầu tôi có gì nè? Đã tới chưa? Được rồi, buông tôi ra đi. Nhìn lên trên. Đã tới chưa? Tới chưa hả? Làm tốt lắm. Thật ra đã vô cùng. Làm tốt lắm. Tôi không sao. Tạm biệt. Dọa chết tôi rồi. Sau đó thả xuống đây thật ra vẫn ổn. Cũng không có đáng sợ tới vậy. Mất mặt quá. Tôi phải đi đây. Hiếu Hàm phấn chấn tinh thần xuất phát lần nữa. Vừa khóc vừa cười, chung tay vượt qua trào khóa trượt đây. Sau đó còn có chướng ngại gì nữa có thể cản trở hành trình của chúng tôi? Buổi trưa trên đảo Phuket là lúc độ ấm đạt được mức cao nhất ở trong ngày. Vào thời gian này, người bình thường đều sẽ trốn ở trong khách sạn tận hưởng cái lạnh sảng khoái. Nhưng mà... Nóng chết đi được, nóng chết đi được. Bây giờ là mấy giờ trưa rồi? 1:20. Bây giờ chính là lúc mặt trời lớn nhất. Giống chỉ chúng tôi bây giờ nên ở trong khách sạn, trong hồ bơi nhỏ của chúng tôi tận hưởng. Vì nơi này có thể hoàn thành mơ ước từ nhỏ của một chàng trai. Chính là chỗ này. Đúng là không thể hiểu nổi đàn ông. Vừa vào cửa đột nhiên gặp phải tấn công. Hết hồn, hai người ôm đầu chạy tán loạn. Tâm trạng chưa bình tĩnh. Tôi có cảm giác đếm ngược năm mới vậy. Có phải rất giống pháo kép năm mới không? Nhưng em không thể nghe rõ lời anh nói. Anh đang nói gì vậy? Anh nói là có giống pháo kép năm mới hay không? Giống. Vừa vào cửa đã bị tiếng động lớn làm cho sợ tới muốn trốn đi. Nơi này khiến Hiểu Quang nhớ mong. Rốt cuộc đi làm gì đây?
Thì ra nơi này chính là trường bắn ở Phuket. Đừng tưởng nơi này giống trường bắn trong nước. Nghe tiếng súng thì biết nơi này là dành cho những người thật sự ngầu. Tôi không ngờ âm thanh này lại lớn tới như vậy đó. Bây giờ tôi có cảm giác bị rách màng nhĩ rồi, bởi vì tiếng súng này nè. Chút nữa cho xe ồn chết mất. Em thật sự không muốn tới nơi này. Hay là em ra ngoài trước đi. Tôi cầm được không? Không có đạn hả? Thật không ngờ tám khuôn mặt của Al Pacino, bộ phim đó. Schwarzenegger trông kẻ quý gì. Tôi lại sốc. Nhìn thấy nhiều bạn đấu súng xuất sắc đều muốn làm gân thần. Hiểu Quang quá nghiện vũ khí. Từ súng lục sang AK-47, bạn có thể tìm thấy nó trong trường bắn này. Nên biết đây là quyền chọn súng để trải nghiệm bắn súng. Ở trong nước không được tận hưởng như vậy. Em có muốn cầm thử hay không? Cầm thử đi. Đào tay chết được. Tập bắn. Lúc nãy súng của cô Ngụy chọn là 9mm. Nếu là 9mm thì có tiêu chuẩn là 10 viên đạn. Sau đó là 850 bạc Thái thì khoảng 200 nhân dân tệ. Loại súng mà anh chọn là 45, cũng là 10 viên đạn, 850 bạc Thái, cùng giá như nhau. Vậy thì anh đã xài 200 nhân dân tệ rồi. Em có thể thoải mái bắn 10 viên. Nghe có vẻ đúng là mắc thật đó. Chúng ta đi thử một vòng xem. Độ giật lớn của phát súng đầu tiên khiến Hiếu Quang kinh hoàng không ít. Trải qua điều chỉnh tạm thời, Hiếu Quang nhanh chóng tìm được nhịp. Bắn hết 10 viên đạn, Hiếu Quang vô cùng hưng phấn. Còn tình hình của Hiểu Hàm lúc này không mấy lạc quan. Anh hài lòng. Lúc nãy tôi thấy anh ấy bắn giống như đoạn cuối phải ra sức lắm. Tôi sợ chút nữa không cầm nổi súng. Tay tôi nhũn ra rồi. Tuyệt đối sẽ không ngờ con đường quá thân thành nữ chiến sĩ trong quá trình nạp đạn lại bị kẹt như vậy. Nặng quá, tay còn trơn nữa. Vốn định chờ người khác bắn xong, tôi còn chưa nạp đạn hết vào. Xin lỗi, viên đạn rớt rồi. Tôi cần giúp đỡ. Gọn quá đi. Nhờ huấn luyện viên giúp, Hiểu Hàm cuối cùng cũng đã nạp hết đạn vào súng. Sắp bắn phát súng đầu tiên với tư cách là một nữ chiến sĩ. Bây giờ tôi sắp bắn rồi sao? Bây giờ tôi sợ lắm đây. Viên đạn phía sau cây súng này sẽ bắn vào mặt. Dọa chết tôi rồi. Không trúng phát nào. Bây giờ tôi cách mục tiêu chắc là 30 mét. Làm gì tới 30 mét? 10 mét, không ít đâu. Nhưng tôi hình như là không bắn trúng viên nào. Nhiều phát không trúng, Hiếu Hàm thấy hơi lo lắng. Còn lúc này, cô ấy phạm phải sai lầm khủng khiếp nhất, cấm kỵ nhất ở trong trường bắn. Nó, lần nào tôi... Đừng có chỉ vào người khác. Lúc chưa bắn xong, miệng súng tuyệt đối không chỉ cho người khác. Lúc nãy tôi vừa phạm phải một sai lầm cực lớn. Được rồi. Sau khi sợ chuyện không đâu, Hiểu Hàm cũng lấy được thành tích lần đầu bắn đạn thật của mình. Xong rồi chứ?
Dọa chết tôi rồi. Tôi bắn 10 viên, nhưng trên giấy chỉ có 3 viên. Nhìn bản của anh nè, đây gọi là vòng 10, vòng 8, vòng 9, vòng 7, vòng 6. Cũng có vài vòng không tốt. Quan trọng là nhiều viên bắn cực tốt. Có đúng không? Anh nghiện rồi. Không hề nghiện chút nào. Hơn nữa em còn rất ghét tiết mục này. Viên đạn trên tấm bia, cũng may lúc tình yêu đến, chúng ta đều sẽ bắn trúng vào tim. Nếu như bạn muốn tới đảo Phuket dạo một vòng, tuyệt đối đừng quên biển Patong. Patong vào ban ngày là một trung tâm mua sắm có trật tự. Ở đây, bạn có thể tìm thấy nhiều loại đặc sản nổi tiếng và các sản phẩm đặc trưng của Thái Lan để bạn mang về tặng. Nhưng mà một khi trời đã tối, nó sẽ hoàn toàn khác. Bãi biển Patong về đêm trở thành một nơi đèn hoa rực rỡ, ngợp trong đồi truyện. Quán bar giống như một hang động ở trong rừng. Đang đi trên phố, bạn thậm chí không thể phân biệt hot girl đi tới trước mặt. Rốt cuộc, ai mới là cô gái thật sự? Bây giờ ở Thái Lan là 10 giờ 20 phút tối. Nơi này đã trở thành một nơi vô cùng ồn ào. Tôi phải hét lên mới nói cho mọi người nghe được. Tại sao? Vì nơi này chính là nơi khiến cho tôi thương nhớ. Một nơi thần thánh, cũng chính là nơi gọi là phố đèn đỏ. Có đúng vậy hay không? Em cảm thấy đây chắc là nơi mà tất cả đàn ông đều mơ ước hết. Trong thế giới quan của một người đàn ông độc thân, đi bộ trên phố đèn đỏ chắc là cảnh tượng bình thường. Nhưng mà tôi đã đi vòng quanh một mình mà không có bất cứ ai đến bắt chuyện với tôi hết. Tôi phải xem xét tới cùng nhân phẩm của tôi có vấn đề hay là ngoại hình của tôi. Tôi cảm thấy Tống Hiệu Quang vốn không phải gu của bọn họ. Vừa nhìn anh ấy thì giống như xuất thân từ gia đình nghèo, ốm như vậy mà. Gu của họ chắc là dạng cao lớn khỏe mạnh, sau đó đeo nhiều dây chuyền vàng, cạo trọc đầu, đại loại vậy đó. Là dạng thổ hào có phải không? Đúng. Nhìn tôi nghèo tới mức đó hay sao chứ? Do Hiểu Quang bị đả kích lớn, tổ ekip thông qua một khoản tiền khổng lồ 200 bạc để Hiểu Quang và Hiểu Hàm trải nghiệm thổ hào địa phương. Cầm tiền chắc sẽ nhận được sự chào đón khi đi xuống phố đi bộ ở Patong này. Trải nghiệm ở Phuket. Cảnh báo, gặp phải thổ hào quá nóng sau khi người lớn che mắt của trẻ con thì hãy xem tiếp. Cảm thấy sao hả? Rất là... Cảm thấy khó chịu thật. Cảm thấy khó chịu thật. Cảm thấy khó chịu thật. Vô cùng khó chịu. Anh từ đâu tới? Tôi từ Trung Quốc tới. Trung Quốc. Đẹp quá. Trung Quốc. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Bạn khỏe không? Tôi yêu bạn. Bạn yêu tôi không? Ồ, không cần đâu. Bạn khỏe không? Tôi thích bạn, tôi yêu bạn. À, không cần, được rồi. Không cần đâu. Tim của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn biết cảm giác này rất kỳ lạ. Vô cùng kỳ lạ. Rất là kỳ lạ. Phải. Được rồi. Xong rồi, cảm ơn. Có đã không? Xong rồi, đã lắm, đưa tiền à. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhiệt tình, nhiệt tình, nhiệt tình. Cảm thấy bị dọa. Bạn biết lúc nãy anh ta mới sờ vào mông của tôi hay không? Anh ta lúc nãy luôn đụng vào mông tôi, thật sự khiến tôi rất là khó chịu. Họ thật sự rất cởi mở đó. Cởi mở lắm. Đây không phải cởi mở đơn giản đâu, em biết không? Chính là anh đứng cạnh người đó, người của người đó cứ dí vào người của anh, sau đó khiến cả người anh không thể nhúc nhích được. Cảm thấy rất là khó chịu. Sau đó cảm thấy rất là muốn rời khỏi chỗ này. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Đi. Được, đi thôi. Thế giới thổ hào của hai người không hưởng thụ thoải mái. Chuyện có thể làm ở bãi biển Patong này chính là ăn mà thôi. Bãi biển Patong ngoài trừ số quán bar không đếm xuể, cũng có rất nhiều nhà hàng. Hơn nữa, điều hấp dẫn du khách nhất tất nhiên là hải sản Thái Lan chính thống. Có nhiều tôm quá. Nhưng mà đi xa tới để ăn hải sản thì chỉ có hai lý do: tươi mới hoặc là giá rẻ. Còn sống nè. Hải sản ở Patong rốt cuộc có giá cả thế nào?
350 một ký. 350 một ký. Hình như cũng không phải quá rẻ. Đúng vậy đó. Nếu chúng ta ở Bắc Kinh mua thì chắc là tầm khoảng hơn 90 nhân dân tệ một con đó. Một con. Cái này tôm là 100 bạc. 100 bạc. 100 bạc. 100 bạc là hơn 20 tệ. 100 bạc là một ký. Vậy thì giá cả này rất kỳ lạ. Nhưng nếu nói ba tôm, giá cả này thì rất là hợp lý rồi. Vậy thì chúng ta chắc là nên dũng cảm thử ăn một lần có đúng hay không? Nếm thử đi. Tiếp nhận các quy định giá như vậy, tiếp theo Hiểu Quang và Hiểu Hàm gọi vài món đặc trưng, kiểm chứng mùi vị. Ăn hải sản. Hôm nay chúng tôi gọi một bàn đầy đồ ăn luôn. Trong nháy mắt đồ ăn đem hết lên rồi. Đúng, sau đó đây là con hào. Con hào. Hào hào, đây đều là dùng trong tôm dung. Đúng vậy, tới Thái Lan nhất định phải ăn tôm dung. Đúng. Bữa ăn hải sản từ từ dọn lên. Trong những món ngon này, hào và tôm hùm là món đặc sản không thể bỏ lỡ. Hai món này có xứng tầm không? Giá cả của nó thì như thế nào? Tanh quá đi. Em chấm thêm một chút nước sốt này đi. Lúc cắn vào giữa còn có nước biển. Thứ gì đó giống như nước biển đang tràn vào. Ở trong miệng. Anh thử một con vậy. Nó sẽ ăn cùng với lại món chao này. Cho cùng lúc vào miệng rồi ăn. Cảm nhận rất là thoải mái. Anh cảm thấy không hề có gì tanh chút nào. Vậy có thể lúc nãy anh đã để nhiều nước chanh vào. Giống như món thịt heo kho. Đúng vậy. Đúng, cảm giác thịt béo. Cảm giác giống thịt béo sau khi nướng qua đúng, rồi. Đúng, đúng, chính là cảm giác đó. Vì anh cảm thấy có hơi ngọt, sau đó có cảm giác ngọt nữa. Tiếp theo món này là món cứng của chúng ta. Rất là cứng. Tôm hùm. Món này nếu tính cho tới nay thì cảm giác tay đúng là rất chắc chắn đó. Chắc chắn giống quả bóng vậy. Không biết là cố tình làm vậy hay không ta. Hay là sao đó. Vì tôi là một người sành ăn nhất ở trên đường vành đai 2 phía 5, tôi vẫn có quyền phát biểu. Chính là tôi chưa từng gặp qua một con tôm hùm nào cứng đầu tới như vậy. Ngay chính lúc này nó giống như miếng bít tết 99 phần vậy đó. Em ăn thử xem coi nó có cứng hay không. Ăn thử coi. Thấy sao hả? Tôm hùm vị tỏi. Mùi tỏi rất nặng có đúng không? Đây chắc là con tôm hùm nướng tỏi. Là nướng tỏi mà thành món có phải không? Đúng đúng đúng. Tên món này là tôm hùm nướng tỏi. Món cứng đặc trưng của nhà hàng này. Đúng. Nó rất dai. Chính là tôm hùm, vị tôm và vị của tỏi. Vị tỏi, em cũng cảm thấy vậy. Hai chúng ta nghĩ giống nhau. Anh cảm thấy không có gì khiến anh cảm thấy mùi vị đặc biệt của sự tươi mới. Đúng, không có điểm đặc biệt khác. Là một nhà hàng rất nổi tiếng lẫy lừng ở trên mạng đó. Một nhà hàng đặc biệt tốt phải được đề cập trong tất cả các hướng dẫn. Đúng vậy, món cứng này có hơi khiến tôi thất vọng một chút. Đúng. Thật ra theo cảm giác của bạn, đi tìm những món ăn ngon thật sự mới là vui sành ăn, có đúng không? Đúng. Quán ven đường thật sự là một lựa chọn tuyệt vời. Nhìn rất nhiều người say phía trước, không bằng niềm vui cùng bạn ăn một xiên nướng bên đường. Trong lúc đi lăn lộn cả ngày, cuối cùng tôi cũng hiểu, điểm cuối của chuyến đi chính là nơi có bạn. Nhìn xem. Thử xem. Cái này không có. Chua quá. Vừa chua vừa chát nữa. Thế giới đẹp biết bao. Dấn thân vào con đường du lịch đã 2 năm. Trong 2 năm này, chúng tôi đã ở thành phố của Lệ Giang vào vài tháng trước. Cũng ở trên đỉnh tháp Macao, du chơi thích thú. Từng thám hiểm những ngọn núi tuyết của Canada. Cũng đến thăm nhiều thị trấn nhẹ nhàng. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ thay đổi cách.
mở ra những con sông và ngọn núi tuyệt đẹp. Đông Hảo. Nhằm truyền tinh thần của một người lái xe tốt, đặc biệt mời ba người phát ngôn Mạnh Cương, Đỗ Ca, Quách Thiếu Kiệt cùng nhau đi bộ để hoàn thành ba hành trình từ Thành Đô đến Lạc Sơn, rồi tới Sắc Đạt và cuối cùng đến Đạo Thành. Toàn bộ hành trình khoảng 3.000 km, bùng ba gần một tháng, từ khoảng cách ngắn đến khoảng cách dài, từ độ cao thấp đến độ cao hơn mực nước biển, đối mặt với tình trạng thiếu oxy, rơi xuống nước và nổ lốp xe. Bọn họ có thể thuận lợi thách thức này đi tới cuối cùng hay không? Để chúng ta tập trung vào Mạnh Cương trước đã, người bước vào công cụ tìm đường đầu tiên này. Thục Trung Cẩm Thời. Đông Hảo. Chào mọi người, tôi là người đại diện hình tượng giàu nhất của Đông Hảo, cũng là diễn viên kim ca sĩ và cả dẫn chương trình. Tên của tôi là Mạnh Cương. Mạnh Cương là một du khách yêu du lịch và âm nhạc, đầy cảm hứng yêu đời, thích tìm cảm hứng sáng tạo trên đường đi. Vì liên quan công việc, anh ấy đã đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Nhưng điều đáng tiếc là anh ấy rất ít khi có chuyến du lịch riêng mình. Nhưng đừng lo lắng, thế giới đẹp biết bao, đưa bạn hiện thực quá ước mơ hành tẩu của mình. Là thành viên đầu tiên tiếp sức, lộ trình của anh ấy là từ Thành Đô đến Lạc Sơn Nga Mi. Toàn bộ hành trình khoảng 300 km, tuy quãng đường ngắn nhưng vẫn phải nhắc nhở bạn trước khi xuất phát nhất định phải xem thời tiết trước, mang theo quần áo thích hợp. Điều quan trọng nhất, tuân thủ luật lệ giao thông, chú ý đến an toàn khi lái xe. Tìm kiếm tên, lịch sử nhập, Tứ Xuyên Đông. Buổi sáng khởi hành, đi về phía trước là núi Lạc Sơn. Chưa từng xa thành phố, cũng chưa từng nghiệm môi trường khắc nghiệt. Tuyến đường của Mạnh Cương có thể nói là thoải mái và dễ chịu nhất cho ba người. Bạn chỉ cần nghĩ về cách đạt được cấp độ, phong thái ăn chơi. Đoạn đường này coi như là thành công mỹ mãn. Sau đó, anh ấy chọn thành phố Lạc Sơn là nơi dừng chân đầu tiên. Rốt cuộc là tại sao? Cuối cùng cũng tới điểm đến trong mục tiêu của tôi, chính là tiệm đậu hũ sốt tương. Trước đây nhiều bạn bè từng nói với tôi, bạn nhất định phải ăn đậu hũ sốt tương khi đến Lạc Sơn. Vì vậy tôi đã chọn một tiệm đậu hũ lâu đời, đậu hũ sốt tương cửu cửu. Nói ra thì nước bọt cũng đã muốn chảy rồi. Đi mau thôi, mau nếm thử nào. Không có gì có thể ngăn cản bước chân người có tâm hồn ăn uống. Nhưng Mạnh Cương, điều đầu tiên anh làm trong chuyến đi này là ăn, cũng là bản chất của việc ăn hàng, cũng quá rõ ràng rồi phải không? Nhưng mà người kể chuyện cũng rất tò mò. Nhìn đậu hũ sốt tương bình thường này, rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào mà khiến Mạnh Cương háo hức đến như vậy? Mặc dù đã qua giờ ăn, nhưng bạn nhìn nơi này thử xem, người tới ăn đậu hũ sốt tương vô cùng đông. Chúng ta thể loại đậu hũ sốt tương nào cũng có: đậu hũ sốt tương chay, đậu hũ sốt tương gà xé, sốt tương thịt bò, sốt tương ruột già, sốt tương thịt chiên giòn, sốt tương gà xé và bún, sốt tương nhiều như vậy. Chà, tôi ăn loại nào đây? Thịt bò, gà xé, thịt chiên giòn đều là đặc sản chỗ chúng tôi, ngon vô cùng. Mỗi loại cho anh một phần nha. Được đó. Được. Ăn được cũng không ăn nổi đâu. Được. Khoan đã, đậu hũ sốt tương không phải chỉ đơn giản một chén thôi sao? Sao có nhiều hương vị khác nhau cho mọi người lựa chọn vậy? Đậu hũ sốt tương này không tuân theo lẽ thường, nhưng nó thực sự làm cho ekip chương trình, nhóm người phương Bắc ngạc nhiên. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào bếp nghiên cứu nào. Chà, từ những món phụ này có thể cảm nhận được món đậu hũ sốt tương này chắc là ngon lắm đi. Bà chủ à, lúc nãy tôi nhìn thấy cô lấy đậu hũ sốt tương này để vào trong cái nồi này. Bình thường đậu hũ sốt tương chúng ta ăn chính là lấy đậu hũ sốt tương để vào trong chén, sau đó thì có thể ăn nó với một chút nước sốt. Tại sao đậu hũ sốt tương bên này của chúng ta lại làm cách này vậy? Vì đậu hũ sốt tương ở Lạc Sơn chúng tôi chính là phải lấy đậu để vào trong nồi này nấu lên cho thật nóng, nó mới có thể làm nổi bật độ cay, nóng và thơm ngon. Người lớn tuổi cực kỳ thích, trẻ con hay là người trẻ cũng thích mùi vị này. Nóng nóng cay cay, sau đó để miếng này vào rồi cho gia vị lên, ngon vô cùng. Tôi nghe hiểu rồi. Ba đặc điểm: cay, nóng, thơm. Nói điều quan trọng ba lần: cay, nóng và thơm. Ba từ này có thể được mô tả là tinh chế và cô đặc bản sắc của đậu hũ sốt tương ở Lạc Sơn. Vị cay đương nhiên là ớt vô cùng cay.
Nóng là luộc đậu Kobe với lại nước canh đặc, ăn lúc còn nóng, sưởi ấm vào mùa đông, rồi đổ mồ hôi vào mùa hè. Nhưng khi nói tới hương thơm, chúng ta có thể tập trung vào nấu canh đậu hũ. Nhưng mà đừng xem thường nó, đậu hũ sốt tương ở Lạc Sơn có sự khác biệt lớn nhất với đậu hũ truyền thống. Đây chính là sốt xương của chúng tôi đã nấu, sau đó để thêm bột vào canh. Vì sốt xương này là dinh dưỡng nhất, ngon nhất mà nó đem lại, nước sốt hương vị tươi nhất. Sốt đã sẵn sàng, đậu hũ sốt tương cũng đa phần hoàn thành. Trước tiên trụng bún trước, sau đó để đậu que nấu chín. Tiếp theo thêm su hào, cần tây và các món ăn kèm khác. Cuối cùng là nước súp thịt bò hoặc gà té, thịt chiên giòn. Một chén đậu hũ sốt tương đã nấu xong. Ba chén đậu hũ sốt tương của tôi đã lên rồi. Chén này là có thịt bò, chén này là có gà xé, chén này là có thịt chiên giòn. Tôi bắt đầu ăn chén có thịt bò trước đây. Mùi vị đặc biệt vô cùng, ăn vào miếng đầu tiên chính là vị tươi ngon đặc biệt của món canh này. Hơn nữa, mùi vị của món thịt bò cây này vô cùng đậm. Theo bà chủ nói, bà ấy đã hầm món súp này hơn 3 tiếng đồng hồ đó. Vị súp vô cùng đậm đà. Còn đậu hũ này cũng thấm vị của món súp này nữa. Cho nên hương vị của đậu hũ sốt tương thịt bò này vô cùng ngon. Đậu hũ tươi ngon, vô cùng ngon miệng. Súp bò cây vô cùng, phối hợp với món ăn kèm giòn giòn. Chén này ăn như lúc còn nóng, không chỉ đã miệng khiến người khác không ngừng được, mà còn đổ mồ hôi cũng khiến người ta thấy thoải mái. Chẳng trách đậu hũ sốt tương thịt bò lại được yêu thích. Nhưng mà mặc dù nó thường đứng đầu danh sách đậu hũ sốt tương ở Lạc Sơn, nhưng vẫn phải khuyên dùng loại nhẹ hơn cho người già và trẻ em không ăn được cay. Đậu hũ sốt tương gà xé và thịt chiên giòn, không biết mùi vị của chúng ra sao đây. Mỗi chén có hương vị không có giống nhau. Vị của thịt bò chủ yếu là súp thịt bò, vị thịt bò cây. Còn chén của gà xé này thì có mùi vị nhạt hơn một chút. Quan trọng là đậu hũ sốt tương còn có súp ở trong này nữa. Ăn vào rất đã cái miệng. Bỏ súp thịt bò nặng mùi, mùi vị của đậu hũ sốt tương vốn tươi ngon càng hiển thị rõ ràng. Hơn nữa gà xé phay rất sảng khoái và ngon. Khi ăn vào thì đúng như những gì Mạnh Cương đã nói, rất đã miệng. Chén này là đậu hũ sốt tương thịt chiên giòn. Tôi cảm thấy đậu hũ sốt tương thịt chiên giòn, trước tiên thịt được chiên giòn, xốp xốp giòn giòn tan ở trong miệng. Hơn nữa còn gì ta, mùi vị không ngấy cho lắm, ăn rất là ngon. Hơn nữa món đậu hũ sốt tương này vô cùng mềm, vô cùng đã miệng, hai cảm giác không có giống nhau. Ăn vào trong miệng, tôi cảm thấy chén này nên đặt tên lại là Tuyệt Đại Sông Kiều. Thật không ngờ món đậu hũ sốt tương bình thường lại có thể khiến Mạnh Cương đưa ra đánh giá cao như vậy, khiến người kể chuyện cũng không nhịn được muốn tìm ăn một chén. Xem ra đậu hũ sốt tương ở Lạc Sơn này hết sức sùng bái, đúng thực có tính độc đáo của nó. Cơ bản không thể dừng lại được. Tuy người kể chuyện không cách nào ăn cho đã, nhưng chỉ cần nhìn vào nhiều thủ thuật như vậy cũng cho một like được rồi. Cho một like. Có nhiều bạn bè có thể nói tôi chạy từ Thiểm Tây đến đây để ăn đậu hũ sốt tương, đi xa vậy có hơi không đáng. Nhưng mà tôi cảm thấy đáng đó. Thứ nhất, mùi vị ngon. Thứ hai, đó là mùi vị độc nhất vô nhị. Đối với người Lạc Sơn mà nói, đó chính là mùi vị của quê nhà. Cho nên, ăn một chén đậu hũ sốt tương của Lạc Sơn, sau này bất kể đi tới đâu, chỉ cần nhìn thấy mấy chữ đậu hũ sốt tương thì sẽ nhớ tới đậu hũ sốt tương của Lạc Sơn. Ăn uống no nê, Mạnh Cương lái xe dọc lên núi Nga Mi. Trên đường đi, dòng qua cung đường của núi Lạc Sơn. Vậy thì điểm đến tiếp theo là nơi nào đây? Khởi hành từ sáng, đi về trước chính là Kiền Di. Kiền Di, trong mắt hầu hết mọi người, chắc vẫn còn là một nơi xa lạ. Do ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, nơi này cho dù là phong cách kiến trúc hay là cách sinh hoạt vẫn duy trì dáng vẻ của những năm 1940 và 1950.
Từ thành phố Lạc Sơn đến huyện Kiền Dương, đi xe mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng muốn tới đây, chắc chắn phải đi một con đường núi. Mặc dù không dốc cho lắm, nhưng cũng phải chú ý quay đầu và bóp còi, giảm tốc độ lại. Có lẽ có người thắc mắc, Mạnh Cương rốt cuộc tại sao lại chọn nơi này làm nơi dừng chân thứ hai? Đoàn tàu nhỏ ở Gia Dương. Bạn có thấy chiếc xe lửa bên cạnh tôi hay không? Vô cùng cổ kính. Chiếc xe lửa này là chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước duy nhất hiện nay trên thế giới. Chúng ta có thể thấy nó rất vui, cũng rất cổ kính. Tôi đưa mọi người lên ngồi xe lửa nha. Thì ra Mạnh Cương tới đây chính là gì để đi chuyến tàu hơi nước duy nhất còn lại đang hoạt động trên thế giới. Không thể không nói, lựa chọn này ngược lại vô cùng lãng mạn và thú vị. Nó được gọi là một đoàn tàu nhỏ bởi vì nó là một toa xe hay là một đường dây nhỏ hơn một nửa so với một đoàn tàu thông thường. Chuyến tàu nhỏ và cổ điển này đưa đón giữa các cánh đồng có phải rất quen thuộc trong các bộ phim cũ. Lần đầu tiên ngồi xe lửa ngắm cảnh như vậy đúng là vô cùng háo hức, cũng rất kích động. Bạn nhìn xem, người của tôi không ngừng lắc lư. Đoàn tàu nhỏ có thể sự ổn định của nó không phải rất tốt, nhưng mà tôi cảm thấy nó rất là thú vị đó. Nếu thật sự ổn định thì ngược lại không còn gì là thú vị nữa rồi. Điểm thứ hai chính là ngồi xe này tôi thấy hơi nóng, mồ hôi đầy đầu vì xe này không hề có máy điều hòa. Nếu có máy điều hòa thì sẽ càng tốt. Nhưng mà chúng tôi mở cửa sổ, nhìn qua cửa sổ cũng có thể cảm nhận được phong cảnh ở bên ngoài, cũng có thể hít thở được khí trời. Chuyến xe lửa nhỏ của Mạnh Cương là chuyến tàu tham quan thế hệ đầu tiên ở Gia Dương, do đó không tốn thời gian lắp đặt máy lạnh. Nhưng bạn đừng phàn nàn về thời tiết nóng bức. Ít nhất là môi trường bên trong chiếc xe tham quan này tốt hơn nhiều so với toa hành khách thông thường. Vì những con đường núi hiểm trở ở huyện Kiền Di dẫn ra thế giới bên ngoài chưa được xây dựng, do đó lượng truy cập khan hiếm. Đoàn tàu nhỏ cho tới nay vẫn là phương tiện di chuyển chính của dân làng với thế giới bên ngoài. Tôi không biết tôi nói thì mọi người có nghe rõ hay không. Ngược lại tay của tôi đã không thể chịu nổi nữa rồi. Tại sao lại vậy chứ? Vì toa này là bên cạnh đầu máy hơi nước nên âm thanh rất ồn, nghe không được. Cho nên tôi nhất định phải nói lớn một chút. Tốc độ chạy của đoàn tàu này cũng không phải là nhanh cho lắm đâu. Ước tính chúng ta đi xe đạp có thể cũng sẽ đạp nhanh hơn nó nữa đó. Chỉ có 20 km một giờ mà thôi. Tốc độ của một chuyến tàu như vậy lần đầu tiên tôi cảm nhận được, rất là sảng khoái, nhưng cũng rất chậm. Thực ra khi chuyến tàu nhỏ này ra đời, nó không phải dùng để chở khách. Lý do trạm cuối cùng của đường sắt Ba Thạch này là tỉnh Quảng Thôn, vì trong giai đoạn đầu xây dựng Tân Trung Hoa, chuyến tàu nhỏ chịu trách nhiệm chính là vận chuyển than từ tỉnh Quảng Thôn. Và khi than được khai thác càng ngày càng ít, chuyến tàu nhỏ dần chuyển từ chở than sang chở khách. Và cho đến ngày nay lại mở rộng bằng vận tải hành khách. Chuyến tàu nhỏ tham quan du lịch tốc độ 20 km/h, tuyến đường sắt này dài khoảng 19 km, đi bộ trong 45 phút. Một phương thức vận chuyển có nhịp độ chậm như vậy có lẽ chỉ có ở ngôi làng miền núi yên tĩnh và nhàn nhã này. Bây giờ các tòa nhà cao tầng của thành phố đang xây dựng ngày càng nhiều, thu nhập của người dân ngày càng tốt, nhưng mà tâm trạng kìm nén này, áp lực công việc, gánh nặng của cuộc sống đều rất là nặng nề. Tôi cảm thấy có lúc nhất định phải tới đây trải nghiệm chuyến tàu nhỏ ở Gia Dương này sẽ khiến bạn buông bỏ áp lực công việc, gánh nặng của gia đình. Hãy đưa cả gia đình tới nơi này để trải nghiệm thử xem nào. Chuyến tàu nhỏ ở Gia Dương từ thời kỳ đại nhảy giọt mãi cho tới hôm nay, đầu máy hơi nước nghỉ xét, hoạt động thủ công không thay đổi, khi nó có cảm giác rất già. Do vậy, mỗi năm ở nơi này đều sẽ thu hút một lượng lớn giới nghệ sĩ trẻ quy tụ về đây. Ngoài ra, chuyến tàu nhỏ không chỉ để ngồi trải nghiệm, cũng có thể xem màn trình diễn máy bay phản lực tuyệt đẹp tại trạm trung chuyển hành khách đến nhà ga tỉnh Quảng Thôn. Càng không thể bỏ lỡ mỏ tham quan duy nhất của cả nước, chắc chắn phải đi trải nghiệm một lần. Nhưng mà lúc này, những điều này không quan trọng. Đối với Mạnh Cương mà nói, anh ấy có một ước mơ. Bạn có thể thấy du khách của chúng ta đều ở trong cabin của tàu để chụp ảnh lưu niệm. Giải thưởng Boss tối ưu nhất. Tôi cảm thấy hôm nay nếu tôi có thể lái được chuyến tàu thì tôi còn vui mừng hơn nữa kìa.
Hiếm khi Mạnh Hương có suy nghĩ thách thức việc lái chuyến tàu. Chủ động tích cực như vậy, ekip chương trình sao có thể không ủng hộ? Điều này sẽ giúp bạn có một mối quan hệ tốt. Nhưng mà lái chuyến tàu này không giống với lái xe. Cho dù là tài xế kỳ cựu, cũng phải thuê một giáo viên chuyên nghiệp để dạy. Bây giờ tâm trạng của tôi vô cùng kích động. Vì tôi vừa mới ngồi chuyến tàu này. Tôi có một ước mơ, chính là nếu tôi có thể lái chuyến tàu này, vậy thì chính là chuyện vô cùng hào hứng rồi. Nhưng bây giờ ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi đó. Người thầy này sẽ dạy tôi lái chuyến tàu này. Làm sao để lái được đây? Làm sao để thắng nó lại? Thầy của tôi, thầy lái tàu quả. Xin chào thầy. Chào anh. Đừng thấy sư phụ trẻ tuổi, anh ấy là một tài xế kỳ cựu với 10 năm kinh nghiệm lái tàu quả. Cho nên Mạnh Cương không nói nữa, mau lên tàu để tài xế kỳ cựu hướng dẫn cho anh. Ekip chương trình không thể đảm bảo anh học là biết, nghĩa ra cũng có thể đảm bảo an toàn cho anh. Đeo găng tay sẽ không thấy quá nóng. Đúng, đây là thắng tàu lại. Đây là thắng tàu hả? Đó là thủ công. Vậy sẽ nghe theo sự chỉ đạo của anh. Anh kêu thắng thì tôi sẽ thắng lại, phải không? Còn đây là van xe. Van xe hả? Phát khí đúng không? Đây là ga tàu của chúng tôi. À, đúng. Cái này thả càng lớn thì xe chạy càng nhanh, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Van xe. Lái tàu tuy nghe độ khó cực kỳ cao, nhưng trên thực tế, chỉ vài thao tác đơn giản thì có thể dễ dàng kiểm soát nó. Dưới sự thị phạm của thầy Dương, Mạnh Cương thành thạo thắng chuyến tàu nhỏ. Van xe cần sang số, xem ra có vẻ dễ dàng bắt đầu rồi. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng xuất phát thôi. Chúng ta xuất phát rồi, tiếng còi vang lên. Đúng là đi rồi kìa. Chuyến tàu khởi hành suôn sẻ khiến Mạnh Cương vô cùng hào hứng. Nhưng rất nhanh, anh ấy gặp phải một vấn đề không cách nào khắc phục. Thầy ơi, anh không cần thắng xe lại hả? Anh không cần thắng xe hả? Tôi không nhìn thấy phía sau nên hơi lo lắng. Tôi đổ mồ hôi rồi nè. Đổ mồ hôi rồi nè. Được rồi, đúng là nói dễ hơn làm. Chuyện này nhìn có vẻ đơn giản, bắt tay làm thì mới biết đúng không thể dễ dàng như vậy. Trong buồng lái kính này, không thể nhìn thấy được đường phía trước và sau. Đúng là bài kiểm tra cho người lái tàu. Ngoài trừ việc thò đầu ra, người lái tàu có kinh nghiệm vẫn phải nắm chắc thuần thục tiếng còi của người thổi còi bên ngoài. Dựa vào ám hiệu của tiếng còi, tiếng trước lùi sau, tốc độ nhanh hay chậm, không có sự hợp tác lâu dài, rất khó hoàn thành. Cho nên, vì đoàn tàu nhỏ có thể xuất phát đúng giờ, Mạnh Cương của chúng ta cũng sắp hết thời gian trải nghiệm rồi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Nóng quá rồi. Mồ hôi thì đầy đầu. Tàu hơi nước nhỏ này đốt than. Vì vậy nhiệt độ bên trong đúng là nóng kinh khủng. Thêm nữa tôi lần đầu tiên lái tàu nên vô cùng hồi hộp. Bây giờ còn chưa vào mùa nóng. Nếu tới mùa nóng rồi thì người lái xe này đang trong thời tiết nóng như vậy, mà còn ngồi trong buồng lái nóng bức như vậy nữa, làm sao mà hoàn thành công việc được đây? Tôi cảm thấy họ khá vất vả đó. Thầy của tôi cũng rất vất vả. Tôi muốn cảm ơn anh ấy một chút. Thầy à, anh đúng là tài xế giỏi nhất. Tôi muốn ôm tài xế giỏi nhất một cái. Tôi đại diện cho Dầu Nhất Đông Hảo tặng anh một thùng dầu. Dầu Nhất Đông Hảo tặng cho các bác tài. Cố lên. Từ dựng chuyển than đến tham quan du lịch, con tàu nhỏ từ thời kỳ xây dựng Tân Trung Hoa cho đến ngày hôm nay, người Kiền Di dùng cách của mình bảo vệ nó. Còn chuyến đi của Mạnh Cương không chỉ ngồi chuyến tàu thời gian đầy lịch sử này, mà còn đích thân lái nó trải nghiệm công việc khó khăn của một người lái tàu. Tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc hành trình của anh ấy. Rời khỏi Kiền Di, Mạnh Cương cuối cùng đã đi đến cuối đoạn hành trình. Trước mắt anh ấy muốn lần này tự mình lái xe đến cuối núi Nga Mi. Phần tiếp theo, những người không ngoan làm cho mỗi người lái xe bình an, núi Nga Mi. Phong cảnh trên núi Nga Mi, thành phố Lạc Sơn. Bình minh trên biển, Phật quang chiếu rọi. Núi Nga Mi có vô số lý do khiến bạn dừng chân. Nhưng mà để chọn điểm đến yêu thích của bạn giữa những sạn núi này cần phải mất nhiều thời gian. Cho nên du lịch bằng ô tô trở thành cách mà hầu hết khách du lịch lên núi Nga Mi sử dụng. Tất nhiên, những người tự lái xe phải nhớ giờ mở cửa của các điểm tham quan khác nhau. Cách đồng chí là đỉnh núi, phải chuẩn bị trước quần áo chống lạnh. Điều quan trọng nhất là phải xem thời tiết trước.
Nếu như Bạch Cương gặp phải trời mưa, không thấy mặt trời, chúng ta chỉ có thể đem theo gương rộng. Tuy không thể nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng Bạch Cương anh cũng đừng thất vọng. Nga mi trong sương mù cũng là một cảnh hiếm mà gặp được. Nếu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chúng ta có thể tìm sự giúp đỡ từ đám khỉ ở đây. Không nói nhiều nữa, đây chính là thanh âm cát. Con khỉ này trở thành con khỉ phá phách nhất, táo bạo nhất, dễ thương nhất và quấy rầy người khác nhất trong lịch sử. Sưởi ấm trái tim bạn. Tôi tới núi Gami rồi, phải đi xem khỉ thôi. Nhưng đi xem khỉ thì phải mất một giờ để đi bộ. Làm sao tôi hoàn thành được đi? Mệt quá rồi. Cái gì đây? Kim căn bổng hả? Dùng cái này leo núi, tôi vẫn còn trẻ mà. Cầm cái này để làm gì? Tôi không cần. Xuất phát thôi. Khoảng cách một chiều hơn một tiếng đồng hồ, nhưng có không ít khách du lịch đã dùng chân. Cho dù là vậy, mong muốn bất thiết của du khách muốn tiếp cận con khỉ cũng không hề giảm. Nhưng những tên nhóc này không phải muốn gặp là có thể gặp được. Tính hoang dã không thích gò bó, ăn uống no đủ thì có thể trốn đi. Cho nên muốn gặp những tên nhóc này phải tranh thủ thời gian buổi trưa. Đi mau lên. Tôi thực sự quá mệt rồi. Nhưng mà cho dù nhìn thấy một tia hy vọng, đó cũng là từ phía trên đầu tôi. Khu sinh thái cho khỉ trên núi Nga Mi. Bắt đầu từ giờ đi vào khu khỉ, lập tức có thể nhìn thấy con khỉ ngay. Nhưng mà xem khỉ rất vui, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Đừng để con khỉ nó cào tôi, cướp đồ của tôi. Mọi người phải coi chừng đó. Những con khỉ ở núi Nga Mi nổi tiếng là chơi xấu. Tuy không lớn con, nhưng bản lĩnh quấy rầy người khác không nhỏ. Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến danh hiệu khỉ. IQ tương đương với trẻ 3 hoặc 4 tuổi, nhưng nghịch ngợm hơn một đứa trẻ nhiều. Không chỉ giỏi ăn cắp thức ăn, mà còn đa mưu túc trí. Không tin thì hãy nghe lịch sử cay đắng của anh chàng bảo vệ này. Con khỉ nó giống hệt con người. Trong nhóm người thì cũng có người không nghe lời, không tuân thủ luật, có đúng không? Đám khỉ chắc chắn cũng vậy. Ví dụ có một số con khỉ bình thường thích cắn người, chúng ta chắc chắn phải phạt nó, dùng gậy để dọa nó, dùng súng cao su để dọa nó. Nếu sau một thời gian dài, nó sẽ ghi thù dai, ghi nhớ trong lòng. Nó cũng không màng đẩy bạn, sau đó muốn cắn bạn. Sau đó nó còn triệu tập những con khỉ khác trong nhóm tới để bao vây bạn lại nữa. Xem ra, vì để bảo vệ lợi ích của khách du lịch, anh bảo vệ chắc đã đắc tội nhiều với đám khỉ này. Đương nhiên, chuyện này hiếm khi xảy ra với khách du lịch. Miễn là bạn nhớ lần sau phải chú ý là được. Xem khỉ tuyệt đối không thể đối đầu với nó, không thể đưa tay sờ nó, không thể nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó nếu nó bấu vào chúng ta không thể hét lên, sau đó không thể dùng tay để tát nó. Lúc nó bấu vào người anh không nhúc nhích là được. Không nhúc nhích là được, anh không thể hét lên. Tỏ ra tự nhiên một chút. Mục đích nó bấu vào chúng ta chính là muốn tìm thức ăn. Nếu có được thức ăn thì nó sẽ lấy đi. Không có thức ăn thì nó chờ. Chỉ cần anh không nhúc nhích, tỏ ra tự nhiên, nó sẽ tự động đi khỏi mà thôi. À, tôi hiểu rồi. Các khán giả thân mến, kỹ năng quan sát khỉ do Chu Sư Ca truyền lại. Các bạn phải nhớ kỹ nha. Đừng nhìn trực diện vào con khỉ. Đừng la hét hoảng sợ. Lấy thức ăn cho khỉ. Đừng dùng đồ ăn để trêu chọc khỉ. Đối xử với khỉ phải đặc biệt nhẹ nhàng, cẩn thận. Trong trường hợp bố mẹ khỉ đang xem, phòng thủ phản công. Với những kỹ năng phòng thân này, khỉ đứng trước mặt bạn, mọi thứ đều dễ thương. Chúng ta nhìn thấy khỉ rồi kìa. Xem nào, nó có tới bấu tôi hay không? Chắc vậy. Thật không ngờ, vừa mới vào khu khỉ, Mạnh Cương đã được cái ôm nhiệt tình của chú khỉ. Còn không mau giao đồ ăn ra, chú khỉ con đáng yêu quá mà. Cảm giác của tôi vừa mắc cười vừa hồi hộp. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với khỉ. Anh nhìn biểu cảm của tôi đi. Vui lắm đó. Nụ cười kỳ lạ làm sao? Tôi vẫn còn sợ đi nè. Chú khỉ mềm mại và đáng yêu này, Mạnh Cương chỉ cần thư giãn thôi. Nhận thức ăn từ con người đưa lâu vậy, bọn chúng đúng là bạn tốt của loài người. Chỉ cần cho ăn, làm nũng thả thính không thành vấn đề.
Nếu trên tay không có đồ khô thì con sẽ không đi theo đâu. Ở đâu ra mùi tỏi vậy? Thầy ơi, anh có sợ khỉ hay không vậy? Lúc nãy tôi rất sợ, bây giờ thì sao? Tôi không sợ khỉ nữa. Tôi cảm thấy chú khỉ con giống như một đứa trẻ, vô cùng nghịch ngợm và vui vẻ. Nhưng mà khỉ lớn thì không giống như vậy. Tôi chỉ là một mỹ nam yên lặng thôi mà. Chú khỉ nhỏ đáng yêu là đối tượng yêu thích của các du khách. Nhưng mà ekip chương trình dựa trên nguyên tắc tìm tình yêu, làm sao có thể bỏ qua con khỉ lớn? Anh đưa tay qua tự nhiên một chút, đừng có đưa dài quá. Đi nào. Đi thôi. Đừng thấy vẻ ngoài hung dữ của nó, nhưng bên trong nó rất dịu dàng. Cũng ổn, cũng ổn. Hù chết tôi rồi. Nhìn cậu quay phim đó kìa. Khỉ ở đây đúng là lớn gan thật. Tôi cảm thấy khỉ còn gan hơn tôi. Cơ bản nó không có sợ người, thoải mái leo lên vai của bạn. Mày làm cái gì đó? Nó hôn tôi kìa. Hình như nó thích anh rồi, thầy ơi. Đám khỉ ở Thanh Âm Cát là một nhóm nhỏ, chỉ có 70-80 con. Những gì chúng tôi thấy trên con đường giáo chỉ là một phần của nhóm khỉ. Người quản lý nói nhiều con khỉ ăn no rồi sẽ lên núi vui đùa, còn một số theo du khỉ đi tuần tra núi. Lần này tới núi Nga Mi tiếp xúc với khỉ con lúc nãy, bao gồm khỉ nghịch ngợm, kể cả lúc con khỉ khoe khoang biểu hiện đó, trạng thái đó, khi tôi cảm nhận được sâu sắc vị tác giả của Tây Du Ký có thể phát họa được Tôn Ngộ Không sống động đến như vậy. Đúng là vị tác giả này tài ba thật đó. Hôm nay mới khiến tôi thật sự cảm nhận được mỹ lực của Tôn Đại Thánh. Có rất nhiều nơi để xem khỉ ở nước ta. Có khỉ vàng ở Vân Nam, có dượng ở Hải Nam, nhưng không có nơi nào có thể giống như những con khỉ ở núi Nga Mi, có thể vui vẻ với những người khác ở cự ly gần. Bọn chúng nghịch ngợm và dễ thương, là hiệu tính người, rất được yêu thích. Cho nên chẳng màng đi bộ 3 tiếng đồng hồ cũng nhất định phải tới nơi này xem thử. Toàn bộ khu thắng cảnh núi Nga Mi đều phủ sóng wifi, đảm bảo bạn có thể chia sẻ trong từng phút. Niềm vui khi chơi với khỉ. Ở đây chúng tôi phải giới thiệu cho bạn một thiết bị tuyệt vời cho chuyến du lịch ngoài trời. Bạn có thể hỏi tôi dùng cái gì để sạc pin, nhìn thấy không? Sạc giấy năng lượng mặt trời của Hennessy. Chỉ cần là nơi có mặt trời thì có thể sạc được, lúc nào cũng có thể gửi tin cho bạn bè. Từ Thành Đô đến Lạc Sơn, sau đó đến huyện Thiền Di, đến núi Nga Mi, lộ trình hơn 300 km, kéo dài 4 ngày 5 đêm. Cảnh quay đầu tiên của chiếc xe tự lái mà Mạnh Cương đảm nhận đã hoàn thành suôn sẻ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ truyền ống kính cho Đỗ Ca. Anh ấy sẽ lái xe đến Sida Linh Thiên và Huyền Thoại. Chuyến đi dài, thiếu oxy ở độ cao. Liệu anh ấy có thể vượt qua những trở ngại về môi trường để đến điểm cuối không? Chương trình tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Đường Âm nói rất hay. Bụng tể tướng có thể cho thuyền bơi vào trong, còn bụng Mạnh Cương thì chứa đầy đậu hũ sốt tương. Đừng có đưa con nít theo như vậy, du khách à. Anh chị dẫn bạn nhỏ không thể làm gì được. Mọi người nhìn mày lâu lắm rồi đó. Trên mặt hình như có một khối u. Thật ra nó không phải khối u, giống tiền để dành thì phải. Nó chứa thức ăn giấu ở dưới cằm, sau đó lúc đói thì lại lấy ra ăn. Con khỉ giống như con người vậy, con người cũng không nghe lời có phải không? Có lúc con khỉ cũng gây phiền phức cho con người, nhất định phải phạt nó. Nếu thời gian lâu dài thì nó sẽ ghi thù. Nóng quá, nóng chết đi được.